Rồi, em chào tất cả mọi người nha. Rồi, mọi người mua hàng liên hệ thông tin ở trên dùm em ha. Là số điện thoại là 0348103 nè. Rồi, mọi người chốt hàng nhắn tin hoặc là gọi điện dùm em ha. Rồi, khách hàng mới vui lòng chuyển khoản, em gửi hàng à. Khách quen rồi thì em xếp COD luôn trong ngày, hoặc chậm nhất thì qua ngày sau em sẽ gửi ha. Rồi gửi bên Viettel, gửi Hường, phí ship rất là rẻ, không có cao mọi người. Rồi giá trên là chưa bao gồm phí ship ha, mọi người chú ý ha. Rồi hôm nay em lên cái video mã 264 ha, mã video là mã sản phẩm. Mọi người chốt hàng thì nói chính xác để nó tránh nhầm lẫn mấy cái món hàng khác ha. Rồi nay em về đây có mấy đồ rất là ngon nha, có cái máy massage Panasonic nha, hàng made in Japan sản xuất, hàng nội địa Nhật. Rồi cây Jaybot nè, Jaybot rất đẹp luôn, nguyên hộp như mới luôn, chưa sử dụng, xe ben luôn. Jaybot Victor. Rồi này có cái hộp của Mỹ nè mọi người, hộp xưa của quân đội Mỹ ha, quá đồng luôn. Cái hộp này phù hợp với mấy bác chơi xe ha, chơi xe dạng dòng cổ lá xít, cặp bên hông nó rất là đẹp luôn. Rồi dưới kìm Mỹ rồi nè, hay về kìm điện của Mỹ nè. Rồi giới thiệu từng món nha mọi người. Rồi đầu tiên là dây điện Nhật nữa nè, dây điện này tháo máy, cắt trong máy ra nha mọi người. Dây gọi là cắt máy á, trong máy nó là 5m, cắt ra thì còn khoảng 4,5m trên ha. Đó, không có dưới 4,5m mỗi dây. Dây điện zin của Hataya. Đây, Hataya, nó đi Nhật Bản sản xuất á. Dây này nó có 3 chân, 3 lõi nha mọi người. Lõi nó có 3 cọng. Mấy bác xài ổ cắm hai chân bình thường nha, nè cắm vô nó tự động hụt vô luôn, còn muốn xài ba chân lắc nó qua một cái, lắc nó qua rồi nó qua nó sẽ cứng ha, lắc trở lại nó lỏng đó. Cái chua này cầm rất là bự luôn nha mọi người, chua dẻo chống dập. Dây nè, người coi đúng dây Nhật nè, rất là dẻo nha đó, không sợ gãy sợ gì hết. Rồi cái này nó tải dòng 12A ha, điện 125V, thông số nó ghi á. Lõi dây 0.75mm, 3 lõi. Rồi một cộng này là 150.000 nha, mã số 1 ha. Rồi về tiếp cái móc nè, móc Nhật ha, móc bằng chất liệu Niken, Niken Nhật, phù hợp cho mấy bác chung là nhiều việc nên xài đến nó. Cái này mọi người có nuôi chó con á, với cái này móc ha, rất là tiện, nó xoay vòng nè, chống rối, hoặc là móc ví tiền, móc bóp, móc túi sách này kia chế vô. Mới tin chưa xài 20 cái nha, em bán 20 cái mã số 2 ha, 150.000. Tiếp theo là cái đây, một cái tách nha mọi người, một cái tách bằng coi là chất liệu nó full inox trầm trầm của Nhật, full inox Nhật thương hiệu Yukiwa ha. Nè, Yukiwa Japan full inox rất là ngầu luôn. Cái tách đây, kích thước nó nè, chiều cao nó hình như là hộp xoài. Full 100 inox Nhật nha, rất là dài mọi người, cứng lắm. Rồi mã số 3, 150, một cái duy nhất. Rồi số 4 là cái một sợi dây chuyền nha mọi người, sợi dây chuyền hàng ở Nhật về luôn nè. Này, rồi cái hương hiệu nó nè, sản xuất tại China nha,
sản xuất cho Nhật. Chất liệu không biết bằng chất liệu gì nhưng mà nói chung là cầm nó nghe nặng nặng nào. Chứ nhìn về không biết chất liệu gì. Dây nó thiết kế rất là đẹp luôn. Dây này nam đeo ha. Dây nam đeo. Cái mặt này không biết nhân vật nào nữa. Có cái sừng mọi người. Cái mặt ông này có cái sừng hay sao? Rồi để coi chất liệu nó có hít không nhỉ. Rồi hoàn toàn không có hít nhiều người nè. Có cái khoen này là cái khoen sắt nè. Khoen thôi. Còn mấy chất liệu đây là không hít. Dây với mặt nè, không có hít. Đây nó có cái hãng làm hay sao nè. Ghi chữ rất là nhiều luôn. Rồi cộng dây này 200 ngàn nha. Mã số 4 ha. Dây chuyền. Về cái máy massage nữa nè, máy massage hàng Nhật nội địa hãng Panasonic. Đó. Massage mắt nha mọi người, massage mắt. Hàng còn rất là đẹp nha, còn hộp luôn. Sách hướng dẫn gì nè. Đó. Ở bên trong nó sẽ có một cái lẫy như vậy mọi người, để mình lấy nước ha. Mình nói chung là lấy là massage nó sẽ có hơi nước, hơi nóng đó và rung để massage cái mắt của mình. Rất là tốt nha, rất là hiệu quả luôn. Hiệu quả mấy người mà làm việc trên máy tính nhiều á. Mắt mình nó mỏi á. Loại thức khuya mắt mà nó có cái bọng mắt á, đen đen á, sẫm sẫm màu á, massage lên rất là hiệu quả, nó sẽ tan hết cái mấy cái bọng mắt, giúp cho mắt mình không có bị mỏi nữa. Đây Nhật sản xuất 100% nha, nè hãng Panasonic, xài pin ha, rất là tiện, đeo vô là bấm nút là nó chạy. Nè ở đây nó cho hai nút trên đây nha mọi người, xài như vậy nè. Mình đeo lên mình bấm một cái nó sẽ khởi động ha, và là chế độ nóng ít, và bấm cái nữa là nóng nhiều ha. Nè người chú ý hai cái chữ bên đây nè. Rồi muốn rung mà bên đây nó rung nè, rung cấp 1 nè, cấp 2 nè, rung rất là nhanh mạnh người nghe rung ha. Mình để lên cái mic đó, rồi rung cấp 3 nè, là cân bằng và cái nhịp nó rung nó khác, chung nó có mỗi một cái nó có nhịp rung. Và đây là nóng, là hơi nóng nó sẽ tỏ ra đây ha. Rồi cái này rồi bấm cái nữa là tắt nha, nút này nè. Rồi cái này là mọi người lấy nước nha, nhúng vô nước luôn, rồi vũ một cái, vũ theo chiều đứng này nha, để cho những cái giọt nước nó sẽ động bên trong cái lỗ li ti này nè, rồi gắn trở lại. Rồi mình sẽ được xông mắt bằng hơi nước ha. Hãng Panasonic rất đẹp như mới. Vừa đeo. Mọi người đều xài được nha. Nói chung là lớn nhỏ nam nữ gì xài cũng được. Mắt mình mỏi mình xài. Ở đây là cái sạc nha mọi người, lỗ cắm sạc đây nè. Đây là cục sạc của nó. Sạc nó xài điện 100 đến 220 ha, rất là tiện. Em cắm vô luôn. Ở đây
rồi cắm vô sẽ thấy đây lỗ cắm nè, dưới đó nó hiện cái mũi cái chui điện màu đỏ là đang sạc ha. Rồi khi sạc đầy nó sẽ tắt tắt luôn, không còn đèn nữa, và sạc trong vòng khoảng một tiếng ha, khoảng một tiếng tiếng hơn là nó đầy ha mọi người, nó tự động đầy, mình khỏi tắt cũng được. Rồi bộ massage mắt này đây, bộ massage mắt này mã số 5 nha, 2.200.000. Rồi tiếp theo hai con dao mọi người, hai con dao móc khóa đa năng, con này mã 6, con này mã 7 ha. Hàng bãi Nhật hết nha. Nè, nè, lưỡi dao nè mọi người. Cái con này bằng kim loại hết nha mọi người. Nè, cái vỏ nó bằng kim loại luôn nha. Thép. Có ma nhiều tính năng nha, nè móc khóa và mở khui bia, khui hộp đâu. Rồi ở đây là khui rượu vang ha, ở đây nó có một cây tua vít bạc ke nữa nè. Rồi đây là chèo móc khóa đẹp, con này mã 6 ha, 200.000. Con này dạng dao, dao xếp nè, lưỡi như mới, dao xếp lưỡi như mới nè ha, khép không gỉ đó, bung ra là nó sẽ khóa lại nha mọi người, nó có khóa đây nè, khóa cứng này nha, để mình sử dụng không có bị tuột. Rồi muốn xếp lại bấm đây ha, cái này xếp lại, có ốp cao su cầm rất là chắc tay. Cũng bắt đầu chơi móc khóa nha. Rồi con này mã 7 nha, 200.000. Rồi tiếp là một cái đèn pin đội đầu ha, của hương hiệu Rentos của Nhật. Rentos nè, hàng hiệu Rentos. Ở đây nó xài một pin nha mọi người, rất là tiện, xài viên pin tiểu, viên pin đồng hồ mình đó nè, bỏ vô là xài. Ở đúng chiều ha, cộng vô trước chữ ngoài ha. Đó, để nắp lại. Rồi ở đây xài bóng là full led nha mọi người. Đó. Led bên trong nè, cái nhân nè. Rồi đội đầu ha. Có thể chỉnh lên xuống, chỉnh góc, chỉnh. Đó, cái này đội đầu nè. Dây này để đội đầu luôn mà, chỉnh thâu ra thâu vô nha, lỏng chỉnh vô cho nó chặt lại đó. Rồi đây nó rất là sáng nha, đó. Ánh sáng nó gươm rồi nhưng mà cái này nó đúng là để đội đầu để làm việc, không là mình làm việc mình tay nè, nó tập trung lại cái điểm làm việc, ví dụ cầm kìm đó, nó sẽ gọi vô kìm ha, đang đội trên đầu nè. Rồi ngay cái kìm mình làm.
ví dụ như đi vô hang động rồi ha, nó sẽ chiếu một cái khoảng đủ mình đi ha. Nè, dù đang muốn cầm này nó chiếu đủ chỗ thôi. Chó nó là gươm, nó gươm là ba chế độ luôn rồi, đây chế độ SOS luôn rồi, báo động cứu nè, ba chế độ nha, một chế độ nè, hai chế độ nè, ba nè, ha, sáng nè, sáng ít, độ chớp, rồi. Rồi cái đèn này giá chỉ 350 nha mọi người. Mã số 8 nha. 350 nha. Rồi, tiếp theo là mấy cái món linh tinh này nha mọi người. Cái đồ khui nè. Đồ khui hiệu biểu tượng con sư tử biển. Đồ khui nha, bằng kim loại nha mọi người. Còn cái logo của chiếc xe gì nè, hiệu này rất là lạ, chữ Nhật luôn á, chiếc xe bên Nhật quá. Rồi một cái gắt cắm của iPhone, iPhone mà không biết cắm làm gì nè, Apple nè, có cái logo quả táo đó, viên của Apple ha, không biết sử dụng vô chức năng gì đó. 1 2 3 4 ha. Rồi 4 là cái máy tính. Cái này còn xài được nha mọi người, xài bình thường. Nhưng mà nó bị khuyết cái là nó tối tối cái màn hình này nè ha. Nhìn nó lên chữ ok nhưng mà nó tối ha. Đó là nó xài pin. Đây xài pin đây nha. 4 4 viên pin loại nhỏ xíu nè. 1.5V đó. Là pin remote đó. Remote TV. Này made in Japan sản xuất nha, của Casio. Rồi một món, hai món, ba món, bốn món. Bốn món này 150 nha mọi người. À, hết thì lấy ha. Mã số 9, 150 nè. Rồi tiếp theo một con con này độc lắm nè. Hớt ke gốc Ebisu. Hớt ke gốc Ebisu của Japan. Mà cái Japan sản xuất. Độ mới còn rất là cao. Cái chân này nó rất là dày luôn nha mọi người, nó đúc bằng thép rất là dày luôn nè, coi đồ dày nó cầm rất là nặng luôn nha, hơn nửa ký luôn. Đây đặc biệt nó có cái livo ở đây nha, livo cân hỉ nè, cân mặt hỉ nè đó. Mình vừa cây góc mình vừa cân nha, nó dùng làm cái hước hỉ để cân luôn, cân mặt bằng luôn. Đây em bị xô hết không gỉ ha, cái này như bằng chữ sắc nét rất là đẹp, còn rất mới. Đây cái độ dày nó rất là dày nha, nè 1.5 ly nha, thép. Rồi cái đế là dày 2.1 ly phân, 2 phân 1. Rồi, cái này chiều rộng là 15 ha, 15 cm, chiều cao này 20, đây 20 nè, đúng y 20 luôn nha. Có vạch chia rồi. Rồi cái hước này mã số 10 nha, 350 nha. Rồi em về được một cây kìm của Mỹ nha mọi người. Này cái Lentoon đó, cái Lentoon, Lentoon của Mỹ, cái hương hiệu cái người leo trụ điện đó mọi người, cái ông già leo trụ điện á nè, nó có cây trụ điện với ông già luôn nè ha. Của ta 1857, 1857 có nghĩa là cái năm cái thương hiệu này nó ra đời không, cái công ty này ha, rất là xưa.
Con này thấy không? Đó, vô A 1857. Khắc hai mặt chữ luôn nha. Đây, cây kìm này nó có chức năng, nó đa chức năng lắm nha. Nè, rất là cứng cáp nha. Hàng Mỹ. Cái này nó là bấm code nè mọi người. Bấm code nè ha. Rồi cắt kẽm nè. Rồi trong này là cái ngàm ngậm bình thường nè. Ngàm còn rất là ok luôn nè. Không có bị mẻ gì hết. Lưỡi nè, lưỡi dao nè. Nè, lưỡi dao ok nè ha. Đó. Không lắm. Không có cái gì cắt vậy. Lấy giấy cắt thử luôn. Đấy. Ừ. Size rất là to nha. Đúng size Mỹ nó size luôn. Size 24 cm nhưng mà nè. Rồi giá cực kỳ luôn. 400.000, mã số 11 nha. Cái kim Mỹ. Rồi tiếp theo em về một bộ tool của Tony Japan, bộ tool. Bộ tool mòn 2 ha, không dụng để xài xe máy, xài gia đình. Cái bác làm nghề sửa xe này cũng ok luôn. Đây. Là đầy đủ cái bộ không dụng này nha. Đây cần tự động mồng 2 của Tony. Hoạt động ok. Đầu còn rất đẹp. Rồi một cây cái cây này để nó dài ra một người. Đây, nó dài ra làm thành một cái cây cây vặn nhanh ha. À. Hoặc là thêm dài ra là chịu lực. Hoặc là nói đầu này vô vặn ở trong hốc ha. Chỗ mà sâu bên trong nè. Rồi bắt tẩu nè. Rồi tẩu nguyên viên Japan, đúng hãng Tony, nguyên bộ luôn nha, full bộ 24. Rồi ở đây nó sẽ có các cỡ nè, từ nhỏ tới lớn ha. Đây hông số ở trên nè, đầy đủ ha. 8 ly 10 ly 11 12 13 14 17 19 22 24 ha. Đây, 14 nè, Tony nè ha. Rồi, 1, 2, 3 3 cây đó nè, đầy đủ bộ hết nha. Đúng nguyên hộp của này mọi người. Đây bên. Cái này á, mọi người cũng không quan trọng luôn. Nhựa nè, xài nó cũng phải bể thôi. Mọi người xài muốn đẹp á, về mình ra ngoài tìm mọc á, hoặc là mình tự mình xử luôn được. Kiếm khúc gỗ bằng như vậy nè, cái phay mấy cái lỗ ha, khoan mấy cái lỗ vừa ở này nè, đục vô rồi cái khoét cái hộc đây là xong, để lọt vô, để mấy cái này ha. Cái miếng gỗ làm nó sẽ rất là đẹp luôn, xài nó ok bền. Còn cái đồ nhựa này bỏ vài lần chắc chắn nó sẽ bể, không tránh được ha. Nè, hộp nha, nè hộp không có bị mục nha mọi người. Rồi bộ này mã số 12 ha, bác chốt liên hệ em ha, 1.300.000.
Rồi đây là cái đây, cái này là cái cây để gấp đồ mọi người. Đây. Dù muốn lấy cái này hả? Này, cầm trên thôi. Lấy lên thôi. Muốn lấy cái này hả? Đó. Đây, vì sao nó lấy được là nó dài nụ mà. Nó thiết kế một cái chuyên dụng để lấy đồ ha. Đó. Qua cái chấu mà, qua cái móc. Đó. Rồi cái dây này thì có thể bẻ tự do, bẻ kiểu gì cũng được, luồn lách đâu cũng được. Đồ mà rớt trong hốc á, hột vô lấy ha. Rồi hàng này Japan 100% nhưng nè. Thương hiệu Sulat Japan sản xuất. Rất là bền. Rồi chiều dài con này là 50 mọi người nè, hơn 50 luôn. 50 cm. Rồi cái con này mã số 13 nha, 300.000. Rồi cái cưa cho mấy bác làm cây cảnh nè. Mấy bác là hỏi cái lưỡi cưa cành nè. Shinki made in Japan sản xuất. À. Shinki nè. Thương hiệu quá nổi tiếng về cưa cành. Kèm cắt kẽm. Cắt cành ha. Xích kỳ. Lưỡi này 360mm luôn ha. Nè, 360. Rất là dài nha mọi người. Mà lưỡi nó dạng lưỡi cong nữa nha. Cưa rất là lực. Cưa rất là nhanh đứt. Nè. Lưỡi 360 luôn nha. Nè. Rất là lực luôn nha. Đây, tình trạng lưỡi nè. Sử dụng rồi. Và tình trạng nó còn khoảng... 80%. Lưỡi này nó có thể mài lại mọi người. Mài là thoải mái. Này còn đang dùng ok. Bén. Rồi ở đây có thể mở cái lưỡi ra luôn à. Mở cái lưỡi ra hai ha. Hay làm gì? Đó, mở lưỡi hai. Cán nó cũng là cái cán cong ha, cong. Cho thấy cầm chắc. Rồi, tổng chiều dài cái cây này tới 55cm thôi. Nè. Rồi con cưa cầm này mã số 14 mọi người, 350.000. Một cây duy nhất. Rồi tiếp theo là cái hộp đựng đồ nghề của Mỹ nha. Hàng Mỹ quân đội xưa. Hàng quân đội Mỹ. Đây, chốt đồ nó làm bằng cái khóa đồng luôn nè. Khóa bằng đồng hết nè ha. Đây đựng nó sẽ chống nước luôn nè. Nước mưa rồi đây nó rơi xuống nó không có biểu. Khóa đồng nữa nè. Rồi cái khóa này mình mở như vậy ha. Kéo nó lên nó sẽ bật kìa. Rồi bên trong nó bằng làm bằng nhựa nhưng nhựa rất là đặc biệt, chung nó dẻo nè, dẻo mà cũng đủ cái độ cứng, chung cứng mà dẻo rất là lạ, chung rất là bền chắc chắn, mấy chục năm rồi mà nó hàng ngàn xưa ở Mỹ, mấy chục năm rồi mà còn nguyên luôn. Rồi cái này phù hợp với mấy bác chơi xe nè ha. Mình cặp hông xe nè, quá đẹp luôn, bao độc luôn hông xe nè ha, này bắt vô xe được, hoặc là tán thẳng con ốc vô cũng được. Đây nè, có lỗ ốc sẵn ha, tùy mọi người ha. Rồi cái kích thước này nó cũng khá là ok đó. Nè,
22.5, độ rộng là 10 ha, bề ngang là 21.5, cao 22.5, rộng 21.5, độ dày 10. Cặp hông xe thành một cái túi đồ rất là nhìn rất là độc luôn. Rồi cái hộp đồ này mã số 15 ha, 600.000, hộp đồ Mỹ. Rồi nay về một cây Stabot nữa, Stabot Nhật, hàng mới full nguyên cây luôn, hiệu Victor Japan sản xuất, limited. Cái dòng này như limited thôi ta, dòng dòng đặc biệt. Đây, cái hộp thì nó cũ theo thời gian, bên trong nè đó. Đây, chung là nó như mới luôn, rất đẹp. Tripod này chuyên cho quay phim chụp hình nha, nè video tripod. Dòng đây là cái dây để đeo, nhưng cái dây này mọi người nè, chồng nó vô rồi, cái chân một cái chân rồi ha, rồi cái là thành một cái dây để đeo lưng ha, đeo vai ha, để đi chụp. Ở đây nè, mở ra nới cái nắp ra sẽ bung lên. Đây dòng này nó tự động mà, cái này nó có cái lò xo trong đây nè, chuyên quay phim mà, nên thiết kế rất là đặc biệt. Rồi bung càng ra đây, bắt điện do ban sản xuất nè. Tình trạng nè, con ốc này nó rất là đẹp luôn, như mới luôn, con ốc bằng đồng luôn mọi người. À, cái con ốc này đặc biệt của nó bằng đồng nha, nè. Ốc gài mái nhanh nha. Đây, người có thể gài mái nhanh nè. Này ở đây mọi người vặn nó vô vài vòng thôi, rồi mình cái gài qua đây. Gạt qua đây nó sẽ siết cái mái mình vô nhanh ha, để cứng cái mái. Chất liệu bằng nhôm hợp kim hết nha, nhôm hợp kim và nhựa đó. Video tripod. Trời ơi, cái sơn nó, nước sơn nó rồi, chung như mới, quá đẹp. Đây, cái chỗ này quay rất là nhẹ nhàng luôn nha, nè. Nó nhẹ, rất là nhẹ luôn á, nói chung nó mới, nó rất là nhẹ luôn nha mọi người. À, cao lên, khá là cao luôn đó. Rồi cái chân này 1, 2, 3 đốt. Đây, kéo dài ra như vậy ha. Ba đốt. Rồi chân này là 1m65, gần 1m7 luôn mọi người, chân khá là cao. Chung kéo dài đứng là như vậy nè, đứng thẳng là 1m7, ba đốt 1m7. Này, chân bên dưới đầy đủ cao su chống tâm nè, vặn vô là nó sẽ lòi cao su ra để không bị trượt, và chỗ nào đất mà nó lúng dùng cái mũi nhọn này ha, nó sẽ chống tâm lại không sợ bị trượt luôn. Còn là nhà bình thường thì vẫn này ra cho nó êm ha. Rồi chân quá đẹp. Đây, bên nè, bên nè, quá nhẹ luôn. Có lò xo nha, nó sẽ tự bật lại, cân bằng lại luôn nè. Đó, buông ra nó sẽ cân bằng lại.
Rồi cái chatbot này mã số 16 nha. Video chatbot 1.200.000 full hộp. Rồi, đem đo rút gọn lại ha. Rút gọn là nó còn 55 cm nha. Rồi. Chiều dài kéo thẳng ra là 1m7. Khá là cao. Rồi, em kết thúc video đây nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Mua hàng thì liên hệ em ha. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Hẹn gặp lại trong video kế tiếp nha.